Lắm nha. Hai bên là cứ phải làm từ đầu đấy. Càng làm được bên đuôi được. Bên đầu hai gánh càng làm này luôn. Này kết hợp là long cái gánh là làm luôn chứ. Cái này cây em xem này là vừa long lưng và trong cái tọa là mình có thể làm cả sức chân cái này. Em hỏi hôm qua em có bệnh nhân là người ta chuẩn bị suốt cái mông này này, đau cái mông. Thế là đau lưng cấp đấy. Đau lưng cấp. Lưng cấp do thoát vị thế này. Xong là nó do chạy rồi sọc xuống đây, thế là có phải do thần kinh tọa không hay là gì? Chứ đúng thần kinh tọa như thế này. Đây là đường đi của thần kinh tọa, chạy xuống đây thần kinh tọa. Đau một bên phải này thôi này. Cái này nên nói cái gọi chỉ thích một cái bên phải là có thể gai xương ở đấy nó mọc ra. Chủ phim thấy rất rõ luôn. Và cùng hóa đây nhá. Thế là cái đau thần kinh tọa đấy. Dạ. Có 9 nguyên nhân tức là một là thoái hóa này, vôi hóa này, gai xương này, cùng hóa của đấy nó kêu đấy. Ngoài ra có yếu tố bị lạnh nữa đúng không? Lạnh này, cái đau lưng cấp là thoát vị nữa đấy. Thế người ta bê vác cái gì đó, cái cú xuống bê vác. Hoặc bước cầu thang cũng bị. Cái đốt sống hai cái nó hóa mõm ở dưới này. Ở ngoài